Mời bạn Nam. Trời. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Dễ thương. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và các bạn khán giả. Em tên là Chu Thị Thanh Nguyệt, em 24 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại em là nhân viên kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình. Dạ. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Chào chị Quyền Linh. Chào chị Quyền Linh thì cứ nói đi, sao đâu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và xin phép chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Nguyễn Trần Trung Thảo, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm nhân viên giao nhận ở phòng cung ứng của một khách sạn ở quận Nhất. Bạn Thảo. Dạ, em tên Thảo. 20 mấy tuổi? Dạ, em 28. 28, bạn bên kia Nguyệt là 24 tuổi. Ưu điểm, khuyết điểm của các bạn. Rồi, mời bạn Thảo trước. Dạ, ưu điểm thì em làm việc rất là nhiệt tình tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày. Và cái chân thật, không có hút thuốc lá hay là uống rượu, tứ đổ từ này không có. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì có lẽ em, người đầu tiên tiếp xúc với em, có lẽ mọi người đều nhận định là em ít nói. Và em cũng khá là rụt rè trước đám đông. Rồi, mời bạn gái. Dạ, về ưu điểm của em thì em khá là độc lập và em khá là mạnh mẽ. Mọi người nói cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Thì cuối cùng nấu bài ra ai dọn? Nhưng cuối cùng vẫn phải dọn. Để em muốn em dọn cho, sao không? À, cảm ơn anh. Còn gì nữa? Thì em biết chơi cờ tướng. Em có từng được giải huy chương bạc cờ tướng. Wow. Em thi ở giải trường à. Huy chương bạc cờ tướng luôn á hả? Dạ. Còn bạn trai có biết cờ tướng không? Dạ biết, nhưng mà em chưa có huy chương rồi hết. Em có mang một bộ cờ tướng. Wow. Nếu như mà có thể thì lát nữa cuối chương trình mình có thể chơi thử. Không, bây giờ cái này nè, khỏi cần cờ tướng. Chúng ta giao lưu đánh cờ tướng trong trí tưởng tượng. Tôi bài bằng cờ tướng lên rồi đó. Bây giờ nữ đi trước, thử coi sao. Vào pháo đầu. Lên pháo đầu. Lên mà. Rồi, gì nữa? Chí tốt trên pháo đầu bên phải. Ra xe. Chậm quá vậy. Là hiểu huy chương bạc với huy chương đồng rồi đó. Nhon anh ơi, chứ chưa tới đồng đâu. Bạn Nam, có cái tài lẻ gì mình phải thể hiện coi. Đánh cờ là mình thua bạn nữ rồi đó. Thôi hát đi. Giọng này hát hay nè. Giọng này hay lắm nè. Giọng ấm à. Vậy em xin phép hát một bài, em hát cũng không có hay lắm. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what love is, haven't got a clue. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Giọng mình lớn, mình phải hát cho nó có hồn lên. Hát giống buồn ngủ trưa quá. Nè, bạn gái, đáp lại liền em. Hát thì không phải sở trường của em. Đấy. Tuy nhiên là em có một biệt tài là các thể loại nhạc em chuyển hết thành cải lương. Rồi, trời ơi, vậy là còn quá đặc biệt đó. Nữa. Làm luôn. Làm luôn đi em. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn tríu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Vô cải lương đâu, nó có cái âm hưởng lúc nào cũng âm vậy à. Thôi em có vô cải lương được không? Dạ thôi anh ơi. Trời ơi, anh Linh ảnh mê bài này lắm, anh tính chờ em vô khúc cải lương đó chứ. Tôi khóa vô cải lương bài này à. Ngoài ra là em có một cái nữa, sở thích của em là đá banh. Đá banh nữa? Dạ, em từng có một huy chương vàng và một huy chương đồng giải trường. Em đá ở vị trí nào? Dạ, tiền đạo, cắm và hậu vệ. Rồi sao dữ vậy ta? Tiền đạo, cắm là đứng con chỗ đó. Dạ, đứng và sút rồi anh. Bạn trai có biết môn thể thao nào không? Dạ, em có bơi lội với chơi bóng rổ, với lại cũng có đi tập gym chút xíu chị. Có chơi banh đũa nữa được không? Dạ. Nãy giờ tài năng quá rồi, giờ tới tình trường đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Mọi người hay đùa là khi nhìn trên đường tình duyên của em nó bằng phẳng quá. Tại vì đi suốt mà không có vấp phải ai cả. Dạ. Chưa có một mối tình nào luôn? Dạ, thực sự là chưa. Chưa hôn nụ hôn đầu luôn? Chưa luôn. Lý do tại sao em chưa tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ tại vì thời điểm này em nghĩ là công việc của em cũng khá là ổn rồi. Em nghĩ là mình nên cho bản thân mình và người khác một cơ hội. Bên này chưa có mối tình dắt dai nào nha. Dạ em thì cũng thật sự thì nó chính thức thì chỉ có một cái mối tình là học trò đó chị. Bạn đó thì bạn đi Mỹ rồi nên là cũng từ đó về sau không có thương ai. Chúng ta sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em nghĩ thì em cần bạn nữ chỉ cần biết kính trên nhường dưới, biết lo lắng cho công việc, trong việc nhà. Đó là thiên chức người phụ nữ rồi. Cái mẫu hình lý tưởng á, có hình dung một giống ai không? Em thấy giống chị Cát Tường cũng là người phụ nữ rất là tốt rồi. Cảm ơn em. Tóc dài thì càng tốt. Tóc dài càng tốt. Anh ơi em tóc ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao đâu về anh nuôi cái dài ra. Bạn gái, mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Tính của em cũng hơi có tính mạnh. Em muốn một bạn trầm một chút xíu, cao khoảng chừng 1m7. Em cũng muốn bạn nam của mình cũng có cái mục tiêu trong cuộc sống. Ví dụ bấm nút, ví dụ quen nhau, ví dụ sau này cưới. Thì khi mình có con cái thì con cái mình sẽ có một môi trường thật là tốt. Nói chung là phải có cái định hướng phát triển tương lai. Chính xác là như vậy. Con trai đồ con quá ha. Chắc hợp gu bạn gái, che chở được. Là bao lâu em kết hôn? Em muốn bao lâu nữa? Em nghĩ là mình cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu và hai người phải hiểu nhau. Mình có phải làm dâu không? Hiện tại thì em đang ở với mẹ, nhưng mà mẹ em thì cũng không có tư tưởng là phải làm dâu. Em có ngại khi người bạn gái mình mạnh mẽ quá không? Sao chị? Tại vì mình là người đàn ông, mình là người gánh vác trong gia đình. Có những lúc mình sẽ yếu đuối và mình ngã xuống. Thì đương nhiên mình vẫn cần một người phụ nữ có thể chống chịu cho mình trong khoảng thời gian đó. Rất hay. Em nghĩ kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Hai vợ chồng cùng làm, rồi tới tháng lương hai người cùng gom lại. Là một phần mình sẽ để dành, một phần mình sẽ gửi cho ba mẹ hai bên. Nói chung hai vợ chồng cùng làm và em cùng quản lý. Rồi. Cảm ơn em. Anh nói nghe anh khoái nhất cái câu nói của em là gì biết không? Hai vợ chồng tích lũy bên cha mẹ đàn gái chút, cha mẹ đàn trai chút. Cái đó là hay nhất đó em ha. Cái đó là điểm cao đó. Rồi. Chào em gái. Dạ em chào anh. Anh này trầm tính ha. Em tìm đúng địa chỉ luôn á. Nhưng mà khoảng bao lâu thì cưới được nào? Khoảng 2 năm. 2 năm được không em trai? Dạ không sao. Không sao trơn á. Chờ được. Đàn gái rất là chững chạc. Anh thấy hai bạn hợp lý đấy. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi. Rồi bạn gái em đi với ai nè? Hôm nay em đi đến chương trình này với sếp em, các anh chị đồng nghiệp và bạn thân của em. Dạ em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh và toàn thể khán thính giả trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Thấy bạn nam nhìn rất là hiền, bờ vai rất là vững chắc nha. Dạ. Nhìn rất là hiền mà cá tính như thế là cũng tương đồng với em. Đây là chị nhận xét của chị thôi. Và chị thấy là quan trọng là hai bạn cùng tìm hiểu. Chị thấy ok đó Nguyệt. Rồi, cảm ơn sếp. Ok rồi đó. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với ông anh với lại người bạn thân của em. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả đang xem. Em là anh Kết Nghĩa với Thảo. Bạn gái bên đây anh thấy còn nhỏ tuổi lắm. Nhưng mà rất là biết suy nghĩ và rất là lanh á. Giống như là bù trừ được cho em. Thấy bạn này được á Thảo. Rồi, cảm ơn bạn. Coi như nãy giờ là ai cũng thấy được hết trơn rồi đó. Quan trọng là hai em thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn nhìn mặt nhau nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho anh. Đây là nó là chữ love. Em đã giữ chữ L và chữ O. Thì em tặng anh chữ V và chữ E. Tiếng Việt thì nó có nghĩa là về. Nếu như thật sự mình phù hợp thì là mình về với nhau. Còn nữa là nếu như đến một lúc nào đó anh cảm thấy không phù hợp thì anh chỉ cần trả cho em hai chữ này thôi, không cần nói gì cả. Cảm ơn em. Cuối tuần em có rảnh không? Anh có hay bận việc cuối tuần? Dạ, cuối tuần thì thường em sẽ rảnh, trừ những trường hợp là em gặp khách hàng thôi. Thứ bảy chủ nhật anh sẽ rảnh. Thì nếu như được thì mình đi cà phê. Dạ. Nếu chẳng hạn mình phù hợp mà mình cưới thì em nghĩ là em cũng chưa muốn có con sớm. Em muốn là hai người cùng cố gắng ổn định, có một cái công việc tốt. Rồi anh sau đó là mình mới nghĩ đến việc khác. Anh thấy sao ạ? Được, không sao. Anh nghĩ là mình phải ổn định kinh tế và tài chính. Vì hiện tại thì anh cũng cảm thấy là anh rất là ổn rồi. Em có thích đi du lịch không? Em cực kỳ thích. Vậy là em dẫn anh đi được á? Dạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nghĩ là khi yêu thì mình nên có cái khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Dạ. Với lại em muốn là có một người bên cạnh em những khi mà em cảm thấy mệt mỏi nhất. thì chỉ cần là ngồi im lặng, ngồi bên cạnh em là được rồi. Cái đó thì anh làm rất là dễ dàng luôn á. Dạ. Ngồi im lặng tới sáng luôn được á. Bạn gái hơi nhỏ con á, bạn trai có ngại không? Không sao đâu, về anh nuôi. Về anh dễ thương quá, về anh nuôi. Dạ. Lúc mà em đăng ký tham gia chương trình á, em gần cả 100 kg lận á chị. Cái động lực để em giảm cân là em đăng ký chương trình luôn á. Là tới bây giờ là em vừa kịp lúc. Anh đang muốn xuống cân á. Chúc chị anh bí quyết đi. Dạ, hiện tại em đang 80. Em làm sao mà em xuống được 20 kg? Dạ thì một phần cho mình ăn uống, một phần mình đi tập. Đâu mà ăn cơm mà ăn tô mà đòi xuống giảm cân chết rồi. Hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ cũng nhiều rồi. Bây giờ nhìn thẳng vào nhau, mình nói một cái gì đó nó mình cảm nhận về nhau như thế nào và cảm xúc trong người mình hiện tại ra sao. Chúng ta quyết định bấm nút hay không. Xin mời hai bạn. Lúc mà nghe giọng của em bên sau cái bức màn, anh đã rất là tò mò. Thì thật sự thì khi gặp em thì em còn hơn cả những gì anh nghĩ nữa. Thì anh nghĩ là nếu như em cho anh cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau hơn, và mình sẽ hiểu nhau hơn, và mình sẽ chia sẻ những cái cuộc sống, công việc của mình. Em thấy anh là một người khá là trầm và hiền, em nghĩ anh rất là hiền luôn á. Thì em nghĩ là chắc anh sẽ chịu đựng được em. Trong một mối quan hệ, nếu như em có giận hay em gì đó thì anh sẽ là im lặng. Hết thời gian rồi hai bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là có bấm nút hay không. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Bây giờ cái này thì sao? Chưa biết. Phải đợi thời gian. Đợi thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy làm thủ tục đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thủ tục gì vậy? Hôn nhau. Bạn ấy chưa bao hôn bao giờ đó em. Nào. Em cũng chưa mà. Chưa luôn hả?